Cô thân ái chào các bạn học sinh. Ở các tiết học tuần trước, các con đã được tìm hiểu rất nhiều âm rồi, có đúng không nào? Trong tiết học ngày hôm nay, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các con làm quen ba âm mới nữa. Để biết được ba âm mới đó là âm gì, cô và các con cùng tìm hiểu chủ đề 5, ở nhà. Bây giờ, các con hãy quan sát lên màn hình và cho cô biết trong tranh của cô có những con vật gì? Các con hãy suy nghĩ đi nào. À, trong tranh của cô có con thỏ nè. Và con thỏ đang tưới hoa. Kế bên con thỏ đó là một chú tê tê. Nhìn lên trên, con thấy có một tổ chim. Xa xa, cô còn thấy có một ngôi nhà và một chú thỏ đang cầm chùm nho. Từ bức tranh này, cô có các tiếng cắt từ sau đây. Cô có tiếng nho, tiếng nhà, tiếng thỏ, từ tê tê, từ tưới hoa, từ tổ chim. Các tiếng nho, tiếng nhà có âm gì là giống nhau vậy con? À đúng rồi, có âm nhờ giống nhau. Và từ tê tê, tiếng tưới trong từ tưới hoa, tiếng tổ trong từ tổ chim có âm gì là giống nhau? Đúng rồi, có âm tờ là giống nhau. Và tiếng thỏ có âm thờ cũng là âm mới. Hôm nay cô muốn giới thiệu đến với các con. Qua bài 1, âm tờ, chữ tờ, âm thờ, chữ thờ, âm nhờ, chữ nhờ. Sau đây, cô và các con cùng tìm hiểu cách đọc nha. Các con nhìn lên. Cô giới thiệu với các con. Đây là chữ tờ in thường. Còn đây là chữ tờ in hoa. Đây là chữ tờ viết thường. Và đây là chữ tờ viết hoa. Các con quan sát tiếp và cho cô biết cô có cái gì đây? À, đây chính là cái tủ đấy các con. Cô có tiếng tủ. Tiếng tủ, âm nào các con đã học rồi và âm nào các con chưa học? Chính xác, âm U và dấu hỏi các con đã học rồi. Âm tờ chính là âm mới hôm nay cô sẽ giới thiệu đến với các con. Bây giờ các con lắng nghe cô đọc nha. Tờ, tờ. Một bạn phân tích cho cô tiếng tủ. Tiếng tủ gồm âm tờ đứng trước, âm u đứng sau và thanh hỏi trên u. Bây giờ cô có mô hình sau đây. Các con nghe cô đánh vần nha. Tờ u tu và cô sẽ đọc trơn. Tờ u tu hỏi tủ. Tủ. Các con nghe cô đọc lại. Tờ. Tờ u tu. Tờ u tu hỏi tủ. Tủ. Bây giờ các con hãy quan sát tiếp và cho cô biết cô có con gì đây? À đúng rồi, đây chính là con thỏ. Cô có tiếng thỏ. Tiếng thỏ của cô, bạn nào hãy cho cô biết âm nào các con đã học rồi và âm nào các con chưa học? Đúng rồi, âm O và dấu hỏi các con đã học rồi. Và âm thờ chính là âm mới hôm nay cô sẽ giới thiệu đến với các con. Âm thờ của cô gồm hai chữ ghép lại, đó là chữ tờ đứng trước và chữ hờ đứng sau. Bây giờ các con lắng nghe cô đọc nha. Thờ, thờ. Một bạn phân tích cho cô tiếng thỏ. Tiếng thỏ gồm âm thờ đứng trước, âm o đứng sau
và Thanh hỏi trên A. Bây giờ cô có mô hình sau đây. Các con nghe cô đánh vần nha. Thờ, o, tha. Và cô sẽ đọc trơn. Thờ, o, tha, hỏi, thỏ, thỏ. Các con nghe cô đọc lại. Thờ, thờ, o, tha. Thờ, o, tha, hỏi, thỏ, thỏ. Các con quan sát tiếp và cho cô biết. À, cô có cái gì đây? Đúng rồi, đây chính là ngôi nhà. Cô có tiếng nhà. Bạn nào cho cô biết trong tiếng nhà âm nào các con đã học rồi và âm nào chưa học? Đúng rồi, âm A và Thanh Huyền các con đã học rồi. Và âm nhờ chính là âm mới hôm nay cô sẽ giới thiệu đến với các con. Âm nhờ gồm hai âm ghép lại, đó là âm N đứng trước và âm H đứng sau. Các con nghe cô đánh vần nha. Nhờ, nhờ. Bây giờ các con phân tích cho cô tiếng nhà. Tiếng nhà gồm âm nhờ đứng trước, âm A đứng sau và Thanh Huyền. Cô có mô hình sau đây. Các con nghe cô đánh vần. Nhờ A Nha. Cô sẽ đọc trơn. Nhờ A Nha Huyền Nhà. Nhà. Bây giờ các con nghe cô đọc lại nha. Nhờ. Nhờ A Nha. Nhờ A Nha Huyền Nhà. Nhà. Như vậy, các con đã biết cách đọc rồi. Bây giờ, cô và các con cùng qua phần luyện viết nha. Các con hãy nhìn lên xem cô hướng dẫn cách viết. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các con cách viết chữ tờ, tiếng tủ, chữ thờ, tiếng thỏ, chữ nhờ và tiếng nhà nha. Các con hãy chú ý lên màn hình. Để viết được chữ tờ, đầu tiên cô sẽ đặt bút trên đường ly 2. Cô viết nét xiên. Cô lia bút lên đường ly 4. Cô viết nét móc ngược. Và điểm dừng bút của cô trên đường ly 2. Cô nhấc bút, viết dấu ngang. Bây giờ, các con hãy xem cô hướng dẫn cách viết chữ thờ nha. Đầu tiên, cô đặt bút trên đường ly 2. Cô viết con chữ tờ. Cô nói liền với con chữ hờ. Và điểm dừng bút của cô trên đường ly 2. Cô lia bút, viết dấu ngang. Các con nhìn lên, xem cô hướng dẫn cách viết chữ nhờ. Đầu tiên, cô sẽ đặt bút ở giữa dòng ly 2. Cô viết chữ N. Nói liền với chữ H. Và điểm dừng bút của cô ở trên đường ly 2. Như vậy, các con vừa được cô hướng dẫn viết chữ tờ, chữ thờ và chữ nhờ rồi. Bây giờ, để viết được chữ tủ, các con hãy nhìn lên xem cô hướng dẫn nha. Đầu tiên, cô cũng đặt bút ở trên đường ly 2.
cô viết chữ tờ. Nói liền với chữ U. Và điểm kết thúc bút của cô ở trên đường liên 2. Cô lia bút, viết dấu hỏi trên con chữ U. Tiếp theo, cô hướng dẫn các con viết chữ thỏ. Đầu tiên, cô cũng đặt bút ở trên đường liên 2. Cô viết chữ thờ. Nói liền con chữ O. Cô nhấc bút, viết dấu hỏi trên O. Và cuối cùng, cô sẽ hướng dẫn các con viết chữ nhà. Cô đặt bút ở giữa dòng ly 2. Cô viết chữ nhờ. Nói liền với chữ A. Và điểm dừng bút của cô ở trên đường ly 2. Cô nhấc bút, viết dấu huyền trên A. Các con đã biết cách viết rồi. Bây giờ chúng ta cùng qua phần luyện đọc lại nào. Các con quan sát lên và cho cô biết cô có con gì đây? À đúng rồi, đây chính T đấy các con. Cô có tự TT. TT là một loài động vật hoang dã. Toàn thân và đuôi của nó có một lớp sừng gọi là vảy. Và vảy của nó xếp thành nhiều hàng như là ngói lợp. Đầu của nó có thể cuộn tròn lại khi nó gặp nguy hiểm đấy các con. Các con hãy cho cô biết cô có con gì đây? À đúng rồi, đây chính là con cá thu. Cô có từ cá thu. Cá thu là một loài cá thân dài, có nhiều vây nhỏ và lớn nằm ở sau lưng và bụng. Cá thu là một loài cá sống ở biển, có nhiều chất dinh dưỡng. Chúng chứa nhiều canxi và vitamin D giúp cho cơ thể của các con phát triển trí thông minh của các con nữa đấy. Và đây là quả gì vậy con? À đúng rồi, đây chính là quả nho. Cô có từ nho đỏ. Nho đỏ là một loại quả mọc thành từng chùm, có nhiều màu sắc khác nhau. Nho đỏ còn là một loại trái cây có nhiều hàm lượng dinh dưỡng cao, có nhiều vitamin giúp cho cơ thể của các con được khỏe mạnh và còn làm đẹp da nữa đấy các con. Sau khi các con quan sát, cô tìm được các từ thể hiện nội dung của bức hình này. Bây giờ các con hãy lắng nghe cô đọc nha. T T cá thu nho đỏ. Trong những từ này có chứa âm nào mà hôm nay các con vừa học? Các con hãy suy nghĩ đi nào. À đúng rồi, trong những từ này có chứa âm tờ, âm thờ và âm nhờ hôm nay chúng ta vừa học. Bây giờ các con hãy đọc lại nào. T T cá thu nho đỏ. Bây giờ các con hãy tìm thêm cho cô một số tiếng từ có âm tờ, âm thờ và âm nhờ hôm nay các con vừa học nhé. Khi các con tìm xong, các con hãy luyện nói cùng với ba mẹ mình nha. Cô ví dụ. Đó là tiếng tô, tiếng thợ, tiếng nhỏ, tiếng thư,
Và còn rất nhiều tiếng nữa, các con hãy suy nghĩ và tìm thêm cho cô nha. Tiếp theo, cô và các con cùng qua phần luyện đọc câu ứng dụng. Cô có đoạn văn sau đây. Các con hãy cho cô biết trong đoạn văn này gồm có mấy câu. Và các con sẽ đánh số thứ tự cho cô nhé. Bạn nào cho cô biết trong đoạn văn này gồm có mấy câu? À đúng rồi, trong đoạn văn này gồm có 2 câu. Bây giờ chúng ta cùng nhau luyện đọc đoạn văn này nhé. Các con hãy đọc thầm theo cô. Cô đọc câu thứ nhất, thỏ có nho. Câu thứ hai, mi và lu có cá kho. Bây giờ các con hãy nghe cô đọc trơn. Thỏ có nho, mi và lu có cá kho. Bạn nào cho cô biết trong hai câu này những tiếng nào có âm mới mà hôm nay các con vừa học? À đúng rồi, đó là tiếng thỏ có âm thờ và tiếng nho có âm nhờ là âm mới hôm nay chúng ta vừa học. Các con hãy cho cô biết, thỏ có gì nào? À thỏ có nho. Vậy những ai có cá kho vậy con? Đúng rồi, đó là mi và lu ha các con. Các con ơi, khi các con ở nhà, các con nhớ giống như bạn thỏ, bạn mi và bạn lu nha. Các con phải biết giúp đỡ ba mẹ những công việc bừa sức của mình. Thì các con sẽ được ba mẹ mình thưởng cho đấy các con. Các con nhớ không nào? Tiếp theo, chúng ta sẽ qua phần hoạt động mở rộng. Các con quan sát lên tranh và cho cô biết. Cô có con vật gì đây? À đúng rồi, đó là con tôm, con thanh lành và con nhím. Tôm là một loài động vật sống ở dưới nước và thịt tôm ăn rất ngon và rất bổ dưỡng lắm đấy các con ạ. Trong các từ mà các con vừa tìm được, có những âm mới nào hôm nay các con vừa học? À đúng rồi, có âm tờ, âm thờ và âm nhờ là âm mới mà hôm nay các con vừa học. Bây giờ các con hãy đọc lại nào. Tôm, thành lành, nhiễm. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô có một bài tập viết, các con hãy hoàn thành cho cô. Khi các con hoàn thành xong, các con hãy nhờ ba mẹ chụp hình lại và gửi bài cho cô để cô kiểm tra cho các con nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô tạm biệt các con, hẹn gặp lại các con ở tiết học sau.